tên là Trần Minh Tuấn. Thật ra đây là lần thứ hai mình phỏng vấn, lần đầu là đã bị rớt nhưng mà lúc đó là chưa có tư vấn. Thì tới lúc ngồi đợi thì mình rất là căng thẳng, mình chú ý quan sát xung quanh thì có thấy cái cô đánh rớt mình lần đầu. Nhưng mà mình biết là mình chắc chắn sẽ không gặp lại, tại vì đại sứ quán là sẽ giữ cho không ai gặp một người hai lần. Tới lúc xếp hàng vô để xem là mình sẽ vô phòng nào, hôm đó có từ phòng 2 tới phòng 7. Thì phòng 7 thì mình không biết là ai, tại vì không thấy được. Thì tới lúc xếp hàng thì mới thấy được phòng 7. Thì hóa ra đó là cô da màu mà rất là huyền thoại, được mọi người truyền tai nhau mệnh danh rất là khó. Đúng là trời ghét cụ nào cho cụ nấy. Mình vào đúng phòng số 7. Nhưng mà cô đó có vẻ không khó như mình nghĩ, tại vì thấy cô cười rất tươi, rồi làm cũng rất thân thiện, chỉ là hơi nghiêm khắc về cái phần tuân theo quy định của đại sứ quán chút thôi. Nhưng mà mình tự tin là mình có vài thứ mới trong hồ sơ nên cũng không có gì phải lo lắm. Thật ra tới lúc đó thì tinh thần của mình với của mẹ là cũng ngay từ lúc mình biết mà mình sẽ vào phòng của cô đó là sẽ là thôi chết chắc rồi, thế nào cũng rớt, lo làm gì nữa. Cho nên là mình cứ bình tĩnh, rồi chả còn gì để phải lo, thì biết nghĩ là rớt chắc rồi. Cuối cùng tôi cũng kiếm được một học sinh là đủ tiêu chuẩn và có thứ mới trong hồ sơ. Cô nói vậy nhưng mà cô không được, không trả tờ I-20 cho mình và tờ giấy hồng, nên mình cứ nghĩ là mình rớt rồi, nghĩ như là cô vừa mới lừa mình hay gì đó. Thôi thì mẹ mình thì không hiểu làm sao, tự nhiên vui quá đứng cảm ơn, còn mình thì cũng hơi choáng tại không biết là đậu hay không, liền là lật đật cất hồ sơ cũng cảm ơn nhưng mà nghĩ là rớt rồi. Xong cô nói chết tôi quên đưa tờ trả lại I-20 với lại tờ giấy hồng cho bạn rồi. Thì mình lúc đó mình mới biết là mình đậu thật rồi, và do hào hứng quá cũng không nói lên lời luôn, cũng nói được một tiếng cảm ơn. Thật này là lời khuyên chân thành nhất của mình là theo mình là cái tư thế mà mình nên vào là chắc chắn thì rớt. Lúc đó là người mình sẽ thoải mái, rồi mình sẽ không phải lo về những cái chuyện như mình liệu mình trả lời đúng hay không, mà mình sẽ cười người ta bất tự nhiên. Thì theo mình là khi mình nghĩ là chắc chắn mình sẽ rớt thì mình ở đây mình chỉ muốn làm bạn người ta thôi, mình chỉ muốn trả lời những câu hỏi người ta đặt ra thôi. Theo mình thì đó là cái tinh thần tốt nhất. Em cảm nhận bên Tân Đại Dương rất là nhiệt tình. Đầu tiên là thầy Khôi hướng dẫn những câu hỏi rất là nhiệt tình, và thầy cũng cho coi những video clip của những bạn trước lấy làm tư liệu để lấy thêm kinh nghiệm. Rồi những bạn cùng học cũng, những anh chị cùng học cũng rất là tốt, cũng hỏi thăm rồi chia sẻ một vài kinh nghiệm của bản thân, thì mọi người rất là tốt bụng. Còn mấy anh chị tư vấn thì cũng rất là tận tình. Trong mấy ngày mà cô An nghỉ thì có cô Ý với một vài cô khác cũng test bài cho mình, thì nhờ mọi người mình mới thành công. Qua đó mình sẽ học ở trường Morrell Catholic High School ở Hayward, California. Mình có bạn con ở đó, mình sẽ ở với anh chị họ ở Fremont, California. Công ty Tân Đại Dương là một trong những công ty du học đầu tiên và hàng đầu tại Việt Nam, được thành lập bởi đội ngũ các nhà quản lý và tư vấn du học có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành giáo dục cũng như được tu nghiệp và đào tạo ở nước ngoài. Với hơn 10 năm kinh nghiệm, Tân Đại Dương tự hào là nhà tư vấn du học chuyên nghiệp cho các du học sinh tại các nước trên thế giới, đặc biệt là Mỹ, Úc, Singapore, Anh Quốc, Hà Lan, Thụy Sĩ, v.v. Cùng với đội ngũ tư vấn viên chuyên nghiệp, chúng tôi cung cấp các dịch vụ uy tín và trọn gói cho ngành du học du lịch Mỹ, bao gồm xử lý trọn bộ hồ sơ đi Mỹ từ A đến Z, kể cả các hồ sơ khó, đã từng rớt visa hoặc không đủ tài chính. Tư vấn chọn trường tại tất cả các tiểu bang ở Mỹ. Chúng tôi tự hào là đại diện chính thức của hàng trăm trường đại học cao đẳng, trung học phổ thông tại Mỹ. Hướng dẫn các thủ tục xin visa, chứng minh tài chính, hướng dẫn điền form, dạy phỏng vấn du học du lịch Mỹ. Khai giảng hàng tháng các lớp học phỏng vấn, đảm bảo cho học sinh có được sự tự tin trả lời được mọi câu hỏi của lãnh sự quán. Đặt vé máy bay, sắp xếp nhà ở, ký túc xá cho du học sinh. Với phương châm hoạt động là uy tín, chất lượng và mong muốn định hướng cho học sinh Việt Nam một nền giáo dục tiên tiến, môi trường học tập và sinh hoạt an toàn, Tân Đại Dương cam kết sẽ là người bạn đồng hành cùng học sinh Việt Nam trên đường tới chân trời tri thức. Mọi chi tiết xin liên hệ công ty Tân Đại Dương chuyên du học Mỹ, mặt tiền 148/1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh, điện thoại 0838484879, 0989006890, website www.tandaiduong.edu.vn.